là các lá lốt. Lá lốt này mua ở các chợ Việt Nam tại Mỹ nè quý vị. Thịt bò xay, bò xay sẵn rồi mình về mình ướp với lại tỏi. Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Đây là video chia sẻ vlog đời thường của gia đình Laden. Hôm nay, gia đình Laden sẽ làm món bò nướng lá lốt, vừa dễ, vừa nhanh, lại vừa ngon. Xin mời quý vị cùng vào bếp với gia đình Laden nhé. Hôm nay gia đình Laden sẽ làm món bò lá lốt nha quý vị. Đây là những chuẩn bị để cho món bò lá lốt. Đây là các lá lốt. Lá lốt này mua ở các chợ Việt Nam tại Mỹ nè quý vị. Thì có khi thì có khi thì không. Cho nên mình phải canh, chừng nào có mua được cái lá lốt thì mình mới làm món bò lá lốt được. Lá lốt cũng cỡ này là đẹp rồi, mình sẽ gói được. Rồi, còn đây là bún, bún thì mình luộc từ bún khô, gói. Rồi, đây là cải salad này cũng mua ở các chợ Việt Nam, ở Mỹ, rau sống. Rồi, chuẩn bị đang làm nước mắm. Mà nước mắm kỳ này ớt nó không có được nổi lên. Còn đây là thịt bò bằm. Thịt bò này mua ở chợ Mỹ đó. Bằm thịt bò xay, họ xay sẵn rồi mình về mình ướp với lại tỏi, dầu hào rồi. Nói chung là các gia vị, bột nêm. Cắt miếng ha. Cắt một chút rồi để miếng thịt vào cuốn lại, cuốn cái góc nhọn trước, rồi còn cái góc nhọn vô trước, rồi còn cái cuốn lá đó thì mình mới làm giấu vô trong, mình làm mấy một cái lỗ nhỏ nhỏ rồi mình giấu cái cuốn lá vô. Đó, vậy này nó dính lại thôi. Khi quý vị cuốn lá lốt mà đeo găng tay thì rất khó cuốn. Do đó, mình chỉ cần rửa tay sạch sẽ bằng xà bông rồi cuốn thôi nha quý vị. Nó cứ gói đều đều như vậy đó quý vị. Thì thịt mình ướp tùy theo ý của mình. Những cái gia vị nào mà mình thích mình cho vào đây. Ở nhà nên là có cho dầu hào, rồi có tỏi, tiêu, chút muối, chút đường, chút bột nêm, gia vị. Khi mua lá lốt, quý vị nhớ lựa những lá đều đều với nhau. Để khi cuốn, thì các cuốn lá lốt của mình mới vừa đều vừa đẹp được. Một rổ này chắc cũng cuốn được mấy chục cuốn. 80. 80 cuốn. Nãy giờ là hết 6 cuốn rồi. Bây giờ là 6 cuốn rồi nè. Đây là cuốn thứ 7. Đây là mình hành sắc sẵn chút xíu là mỡ hành đó quý vị. Chưa đều chưa. Cái công là ở chỗ này, cho nên mà quý vị mua ở ngoài người ta bán, người ta sẽ tính công ở chỗ này nè. Mình gói cái này lâu.
Rồi đây là một cái dĩa mà mình đã cuốn xong hết rồi nha quý vị. Đó, sắp xếp ngăn nắp. Rồi trong đây có nhân ha, đều hết rồi. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ đem đi chiên sơ nha quý vị. Rồi đây chiên sơ nha, cho một xíu dầu thôi nha quý vị. Để lửa vừa vừa thôi, không có cần lửa nóng. Phải để chảo nóng một chút thì nó mới ngon. Mà chảo chưa được nóng lắm. Nó khi chảo nóng thì mới kêu xè. Đó, bây giờ mình chiên thả vào, mình chiên sơ. Rồi 1-2 phút sau thì mình lại lật mặt cho nó đều nha quý vị, trở mặt lại cho nó đều. Đầy một chảo rồi ha quý vị ha. Đó, sau khoảng 1-2 phút quý vị thấy không? À, nó hơi săn lại rồi đó. Giờ mình trở lại, trở qua cái mặt khác cho nó đều. Thơm lắm quý vị ơi. Có chừng sơ sơ vậy thôi nha quý vị, không có chiên chín nha quý vị, hơi săn lại thôi. Rồi xong, bây giờ mình đem qua lò này mình mới nướng quý vị. À, nên dùng cái lò này nha. Độ 350 độ. Tám phút. Rồi start. Nướng trong cái lò nhỏ nhỏ này. Bây giờ mình nó cũng đen rồi nè quý vị. À. Rồi. Cái lò này nó có lửa trên mà không có lửa dưới đó quý vị. Còn nếu mà cái lò nướng nào của quý vị có lửa trên lửa dưới không thì quý vị không cần. Đó. Thành ra mình phải ở cái lò này thì mình phải lật mặt. Rồi sau khi mình lật mặt xong, mình nướng thêm chừng vài 3 phút nữa thôi là mình đem ra vào cuốn bánh tráng, cuốn rau, chấm nước mắm. Ăn được rồi quý vị, that's it, dễ dàng. Đó là bò lá lốt làm tại nhà, không có cần ra nhà hàng. Rất đơn giản và dễ dàng nha quý vị. Sau vài phút nướng thì xong rồi nè quý vị. Miễn sao nướng cái lá nó hơi vàng vàng vậy là được rồi. Rồi bây giờ bắt đầu cuốn nha quý vị. Đó, quý vị chỉ cần bỏ vào bánh tráng, rồi bỏ chút bún rau, rồi gắp vào, rồi cho chút mỡ hành, cuốn chấm nước mắm thôi. Đây là món bò lá lốt. Thì mỡ hành là thích thì ăn, còn quý vị nào không thích thì thôi không cần làm, này thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình thôi nha quý vị. Và đây là những cuốn bò lá lốt mà mình đã cuốn xong rồi đây quý vị đó, cuốn với rau với lại bún mà mình chấm nước mắm ăn, quá ngon phải không quý vị, và quá đơn giản, quá dễ làm luôn. Rồi Lê Đinh cảm ơn quý vị theo dõi video nha. Lê Đinh chúc quý vị và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào quý vị. Ăn chữ nò nó không được. Xin chào quý vị. Hôm nay gia đình Lê Đinh sẽ dùng món bò lá lốt. Phải dùng mà ăn. Rồi bây giờ là giai đoạn cuốn. Giai đoạn cuốn gì? À, và đây là những cuốn. À, cuốn gì quên rồi. Bò lá lốt. Và đây là những cuốn bò lá lốt mà mình đã cuốn xong rồi đây quý vị đó. Cuốn với rau với lại bún mà mình chấm nước mắm ăn, quá ngon phải không?